Dung xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi truyền hình. Quý vị thân mến, đối với người phụ nữ Á Đông, việc giữ gìn cho một mái tóc đen huyền ống mượt là một điều vô cùng quan trọng, bởi vì nó là biểu tượng cho sắc đẹp của chị em chúng ta. Thế nhưng trên thị trường lại có quá nhiều những cái loại sản phẩm dành để dưỡng tóc. Làm sao để tìm cho mình được một sản phẩm thích hợp cho loại tóc của mình là một câu hỏi làm cho rất nhiều chị em phụ nữ nhức đầu và đắn đo. Hôm nay Thùy Nhung xin mời quý vị cùng tham khảo với Thùy Nhung một dòng sản phẩm mới do công ty Osco Love & Hair sản xuất, được làm từ những loại dược thảo, hoa cỏ thiên nhiên và đặc biệt không có chứa chất silicon, một sản phẩm dầu gội đầu có tên gọi là Love & Hair Perfume. Và ngày hôm nay Thùy Nhung xin mời quý vị cùng gặp gỡ người đại diện của công ty Osco, một gương mặt rất thân quen với chúng ta, nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Cháu xin chào chú Ngạn ạ. Chào cháu, xin kính chào quý vị. Nhưng mà cháu ơi, chú phải ngắt lời cháu ngay là từ nãy giờ cháu chỉ nói đến phụ nữ phải bảo vệ mái tóc, thế còn đàn ông như chú không bảo vệ hay sao? Quên mất hả? Mà dạ. Thưa quý vị, mà tôi lại đứng đây thì đâu phải là tôi chỉ có quảng cáo cho phụ nữ, và đàn ông bây giờ cũng rất cần. Nhưng mà thưa quý vị, nó như thế này, cái xu thế thời đại bây giờ càng ngày người ta càng tìm về các loại dược thảo thiên nhiên, là bởi vì sau một thời gian dài mà người ta thấy cái sự độc hại của các hóa chất, những cái gì bất đắc dĩ không thể có thiên nhiên, người ta mới phải dùng hóa chất. Thì thưa quý vị, sau một thời gian dài, chắc chắn là quý vị đã biết sản phẩm mà tôi giới thiệu, Lover's Hair Professional, quý vị đã biết rồi. Cho nên hôm nay có lẽ không phải nói nhiều nữa, nhưng mà Osco đã bỏ ra rất nhiều thời giờ và bỏ ra rất nhiều tiền bạc cũng như là công sức để nghiên cứu, dùng tất cả những các loại hoa cỏ thiên nhiên như là Thùy Nhung mới nói, để đưa vào trong sản phẩm này. Thưa quý vị, thay vì chúng ta gội đầu xong đi ra cầm chai nước hoa Chanel xịt lên đầu, nó cũng có mùi thơm, nhưng mà cái mùi thơm đó đương nhiên là có nhiều người, người ta cảm thấy không hài lòng, có nhiều người lại cảm thấy nhiều khi nó bị dị ứng cái da đầu bởi những cái hóa chất có trong các loại dầu thơm thông dụng trên thị trường. Cho nên Osco đã bỏ thì giờ để nghiên cứu, dùng tất cả các loại hoa cỏ thiên nhiên gồm có 9 loại hương trộn ở trong dầu gội đầu, cho nên là không những bảo vệ mái tóc mượt mà, chống rụng tóc, mà còn giữ hương thơm dịu dàng, thanh lịch trên mái tóc của quý vị. Và đặc biệt với cái sản phẩm mới của công ty Osco này thì Thị Nhung chắc là phải hỏi chú Ngạn, không biết chú sử dụng sản phẩm này chưa và sử dụng bao lâu thì chú thấy cái gì nó khác biệt ạ? Cháu cũng biết là tuổi của chú thì bây giờ đâu có ngồi gần ai nữa mà cần phải cho nó thơm vào cháu. Nhưng mà tại vì chú đi show, chú đi ra ngoài đường thì rất đông khán giả, người ta đến người ta xin chụp hình. Thành ra lúc nào chú cũng phải kề cận người này, kề cận người kia. Cho nên thì thôi, mái tóc mình cũng phải giữ một chút cho nó có một cái hương thơm thoang thoảng. Nó đừng có gắt quá. Mình xịt nước hoa nó cũng thơm vậy cháu, nhưng mà nó gắt lắm. Thành ra cái hương thơm này nó rất nhẹ, rất dịu, mà nó hoàn toàn cảm thấy như là một cái chút thoáng qua mà thôi. Thì chú cảm thấy sau khi chú dùng cái này rất là tốt. Nhất là chú đã cho dùng thử, người nhà dùng thử, những người mà đặc biệt là tóc bị dầu đó cháu. Yeah. Thì dùng cái loại này nó sạch mà nó không có bị gãy tóc. Thường thường thì người ta trong các loại dầu gội đầu ít nhiều người ta cũng có silicon. Silicon mục đích làm gì? Làm cho nó sạch tóc, nó sạch da đầu. Nhưng mà nó lại được cái mặt này, nó lại hại mặt khác. Cho nên bây giờ đã, Osco đã dùng hai loại để thay thế cho silicon. Đó là loại mà chúng ta gọi là răng biển, có phải không? Cái loại ở nó gọi là sea caviar, tức là cái loại trong cái biển mà biển. Như cái hạt nho đó. Hạt nho dạ. Biển. Và thứ hai nữa là trong cái vỏ của trái liệu màu vàng. Thì hai loại đó là Osco đã nghiên cứu, đã thử dụng, áp dụng cho rất nhiều người và kết quả nó thay chất silicon, nó không có làm hại da đầu, không làm gãy tóc mà luôn luôn giữ cho tóc được sạch. Vâng, để cho ngắt lời chú một chút để giải thích cho quý vị, cái hợp chất silicon này hầu như là quý vị sẽ thấy nó có mặt ở trong tất cả những cái sản phẩm dành cho tóc, từ dầu gội đầu, dầu xả, keo xịt tóc đến những cái loại mà dưỡng tóc. Mục đích chủ yếu là nó làm cho sạch tóc như chú nói, và nó cũng làm cho mình có một cái lớp vỏ bọc bên ngoài nhìn cho nó shiny, cho nó bóng, cho nó mượt. Thì cái loại chất này lúc nào người ta cũng bỏ ở một cái hàm lượng
vừa đủ để cho nó an toàn. Tuy nhiên, cái vấn đề đặt ra ở đây là cái chất silicon này tại sao mà chúng tôi muốn thay thế nó bằng cái natural, những cái hợp chất tự nhiên, là bởi vì có một số người khi sử dụng những cái loại dầu gội đầu có chứa nhiều chất silicon thì nó bị dị ứng, hoặc là những cái loại da đầu mà khó chịu giống như hồi nãy Thùy Nhung có nói đến, đặc biệt là những người mà da dầu thì da đầu mà bị dầu đó thì cái tóc nó dễ bị sẹp. Nó bệt lại với nhau. Nó bệt lại với nhau và nó không có độ phòng. Nếu mà ai mà để tóc ngắn như Thùy Nhung á thì rất là sợ mấy mà tối ngủ dậy cái mình bị sẹp tóc. Thì thưa quý vị, Thùy Nhung cũng đã sử dụng qua cái sản phẩm này. Mình sử dụng nó trong vòng chỉ có 2 lần gội. Và Thùy Nhung thử là gội vào ban đêm để xem như thế nào. Tại vì thường là mình gội ban đêm xong mình ngủ một giấc, sáng dậy mình sẽ thấy tóc của mình nó có sự sẹp lép. Sẹp lép. Tuy nhiên với cái loại này thì Thùy Nhung thực sự là khi mình sử dụng một đêm và ngày hôm sau mình ngủ dậy, mình chạy vào mình xem tóc mình nó vẫn còn độ phòng rất là tốt. Tiếng Mỹ nó gọi là volume đó chứ. Dạ đúng rồi. Nó có cái volume, dạ. Tức là nó vẫn phồng lên. Thì thưa quý vị, tiếp lời Thùy Nhung là thưa quý vị tìm loại sản phẩm này. Thì quý vị thấy nó là perfume shampoo và đặc biệt là nó có ghi rõ là natural, tức là silicon free. Đó là cái loại mà Thùy Nhung với tôi chúng tôi vừa nói đến. Trước khi mà cháu muốn kết thúc chương trình thì cái này cháu cũng hỏi chú. Chú đi show nhiều và cái vấn đề này đặt ra là cho đàn ông. Thì Nhung biết là sáng tắm, xong rồi tối cũng tắm mà thường là cũng gội đầu. Thì không biết là chú đi show rồi mỗi ngày chú cũng có gội đầu nhiều như vậy hay là chú cách ngày chú gội hay là chú sử dụng dầu gội đầu như thế nào ạ? Thường thường là cách ngày cháu, tại vì vấn đề trình diễn đôi khi nó phức tạp. Trên nguyên tắc là lý tưởng nhất là ngày nào cũng gội. Ngày nào cũng gội. Nhưng mà đôi khi... cuối tuần thì cuối tuần nào chú cũng phải đi thì đôi khi mang đồ nó cũng lỉnh kỉnh chẳng biết đâu. Cái thứ hai là nó khổ như vậy. Thí dụ như tối thứ bảy người nghệ sĩ trình diễn một suất, lại tối chủ nhật lại trình diễn nữa thì nhiều khi đó thôi thì người ta để 2 ngày luôn, đằng nào cũng xịt keo để tiếp rồi về người ta gọi đại khái như vậy. Cho nên là thường thường thì chú cuối tuần thì 2 ngày chú gọi một lần, còn trong tuần thì hàng ngày. Và nhất là chú có thể gội hàng ngày là bởi vì chú quảng cáo cho Costco thì được họ tặng chú gọi free đó cháu. Cho nên ngày nào cũng phải ship đến thì chú đâu có tốn gì đâu, thì nên ngày nào chú cũng gọi. Và quả nhiên là chú thấy cái hương thơm nó rất là nhẹ nhàng. Dạ, lý do thì Nhung hỏi câu hỏi này với chú Nhạn là bởi vì có rất là nhiều cái loại dầu gội đầu khi mà chúng ta gội hàng ngày. Chúng ta cảm thấy là cái tóc của mình vì một lý do nào đó mình muốn là tóc sạch hơn hay là mình muốn tóc nó bóng hơn. Tuy nhiên gội đầu hàng ngày cũng không phải là một giải pháp tốt để mà nuôi dưỡng tóc. Đúng. Nếu như quý vị không tìm được một sản phẩm thích hợp nhất với những cái sản phẩm natural giống như là của công ty Oscolor và Hair Perfume Day thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày để nuôi dưỡng tóc từ bên trong cái gốc rễ của nó, để cho da đầu của chúng ta không bị ảnh hưởng, không bị bởi những cái chất mà chemical hóa chất gây ảnh hưởng cho da làm cho tóc bị hư hại đi. Thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm để mà sử dụng. Đây là loại mà quý vị muốn gội hàng ngày cũng được, hoặc là cách ngày gội là lý tưởng nhất. Nhưng mà cũng không cần, cháu nói đó, cách ngày là lý tưởng nhất là đúng. Tại vì cái loại perfume shampoo này nó giữ hương thơm trong mái tóc của quý vị được tới 2 ngày hoặc thậm chí là 3 ngày, tức là 72 tiếng. Do đó quý vị cũng không cần gội hàng ngày, nhưng mà tối thiểu và đều đặn là quý vị gội 2 ngày một lần thì mái tóc của quý vị tình cờ gặp người nào người ta ôm mình người ta vẫn thấy thơm hương thơm. Hoặc là mình ôm người ta. Vâng, thưa Như xin cảm ơn chú Nhạn đã đến đây cùng chia sẻ sản phẩm mới của công ty Osco Love Hair Perfume. Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm thì xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số điện thoại là 1855-588-9900 hoặc số điện thoại tại Úc là 1800-212-779. Hoặc quý vị có thể tìm đến tất cả những đại lý của Osco trên khắp Hoa Kỳ và tìm hiểu và mua sản phẩm mới của công ty Osco Love Hair Perfume. Vâng, thưa quý vị... trước khi tạm biệt quý vị thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại, kể từ khi chúng tôi làm phát ngôn quảng cáo cho Osco qua sản phẩm Love Hair mà quý vị đã thấy, quý vị đã tin tưởng, thì quý vị cũng thấy được là cái công trình nghiên cứu, cái sự cẩn trọng của công ty phối hợp từ bên Úc, từ bên Hàn Quốc cũng như bên Mỹ, tất cả những sản phẩm mà chúng tôi quảng cáo cho công ty này, quý vị có thể tin tưởng là nếu cá nhân Nguyễn Ngọc Ngạn đã tin, thì chắc chắn là cũng không đến nỗi mà để quý vị thất vọng. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị tất cả những sự tốt đẹp trong cuộc sống,
Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi mạn đàm giữa Thùy Nhung với tôi. Và quý vị đừng quên tìm đến những sản phẩm Lover's Hair Professional. Trong đó có nhiều thứ, mà thứ mới nhất chúng tôi vừa nói đến là perfume shampoo. Xin kính chào quý vị. Vâng, phần ngày hôm nay nếu như mà quý vị muốn đặt order để mua những cái sản phẩm mà chúng tôi vừa giới thiệu đây, quý vị có thể gọi cho Thùy Nhung ở cái số điện thoại là 832-995-2111, 832-995-2111 để đặt order nhé. Tất cả những cái sản phẩm mà quý vị muốn mua ngày hôm nay và trong show mình đã giới thiệu thì sẽ được free shipping. Quý vị lưu ý là những cái sản phẩm này, nếu như quý vị muốn, quý vị có thể tới tiệm của Thùy Nhung ở trong khu Kim Sơn Plaza, Thùy Nhung Shop, thì quý vị cũng có thể mua ở tại Thùy Nhung Shop nhé.